Xin phép cho hỏi, bây giờ thì anh vẫn độc thân hay anh đã đi với người khác? Dạ thưa chồng, con lập gia đình cũng 8-9 năm nay rồi. Lập gia đình với một người khác rồi, còn chị thì sao? Dạ thưa, con vẫn ở vậy nuôi con, và hai đứa con của con bây giờ cũng đã thành lập gia thất xong xuôi rồi. Dạ. Vâng, chúng tôi xin được chia sẻ với chị cái nỗi niềm ấy. Không